Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em đang theo dõi là dòng xe Mitsubishi Outlander nhé, dòng xe thuộc phân khúc crossover 7 chỗ của nhà Mitsubishi. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp ngày 19 tháng 9 của năm 2024, cũng vào cuối tháng 9 rồi, thì cái chính sách giá bán của dòng xe Mitsubishi Outlander này của đại lý bên em cũng đang có cái mức ưu đãi cực kỳ tốt để cho anh em mà dễ dàng là cân đối và mua xe ở thời điểm này. Hiện tại thì dòng xe Outlander này sẽ được hưởng cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, và anh em sẽ được hưởng cái chính sách này lên đến 56 triệu từ 47 triệu đến 56 triệu anh em nhé. Đó, sau khi áp dụng thêm quyền linh động và giảm tiền mặt của đại lý bên em thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến gần 100 triệu với cái phiên bản premium anh em ạ. Còn phiên bản CVT thì đâu đó anh em sẽ tiết kiệm lên đến hơn 80 triệu anh em nhé. Và chi tiết về khuyến mại cũng như là tổng lăn bánh của dòng xe Mitsubishi Outlander này như thế nào thì mời anh em theo dõi xuyên suốt video để có thể nắm được. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Outlander Premium nhé. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 950 triệu. Với cái chính sách giá bán của đại lý bên em khi mà ở cái thời điểm mà nửa cuối của tháng 9 này thì bên em vẫn hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 38 triệu và anh em sẽ được hưởng 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, thì anh em sẽ tiết kiệm lên đến gần 100 triệu với cái phiên bản premium này. Nhưng ngoài ra thì bên em vẫn tặng anh em thêm những cái gói phụ kiện cơ bản như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 988 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 979 triệu, trả góp thì đang là 205 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 961 triệu, trả góp thì đang là 187 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định rồi, ví dụ như là tiền thuế trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ thì vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết, thì lúc đó anh em sẽ dễ hình dung được con số cần chuẩn bị hơn anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mitsubishi Outlander phiên bản là số tự động tiêu chuẩn. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 825 triệu. Hiện tại với cái chính sách ưu đãi của đại lý bên em thì anh em sẽ được hưởng đâu đó vào khoảng cũng 438 triệu anh em ạ. Ngoài ra thì anh em sẽ tiết kiệm thêm 48 triệu với cái tiền giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước nữa anh em ạ. Vậy thì cái phiên bản 2.0 số tự động tiêu chuẩn này anh em sẽ tiết kiệm lên đến hơn 80 triệu rồi đúng không ạ? Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về phụ kiện và quà tặng của đại lý bên em nữa thì anh em cần chuẩn bị cho em là 856 triệu, trả góp thì đang là 189 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 848 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 830 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Mitsubishi Outlander ở cái thời điểm ngày 19 tháng 9 năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn cần giá chi tiết và giá cạnh tranh thì anh em vui lòng gọi điện cho em ở số điện thoại trên màn hình, thì lúc đó em sẽ gửi cái chính sách giá bán tới anh em một cách cụ thể nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.